Chiều nay, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ ra viện cho người bệnh cuối cùng là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội ngày 12 tháng 9 vừa qua. Đây cũng là trường hợp bệnh nhân nặng và nguy kịch nhất được đưa vào cấp cứu. Bệnh nhân là thiếu tá biên phòng Nguyễn Văn Trương, là ca nặng nhất trong số 31 nạn nhân trong vụ cháy được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Nhập viện lúc 3 giờ ngày 13 tháng 9 trong tình trạng hôn mê sâu, toàn thân ám khói đen, được chẩn đoán ngộ độc khí CO nặng, bỏng đường hô hấp, đường thở, tổn thương và suy đa phủ tạng, dẫn đến suy hô hấp và phải thở máy. Sau gần 2 tháng điều trị tích cực với 27 lần hội chẩn liên viện không kể ngày đêm, đến nay, sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục, bệnh nhân tự đi lại được, tuy nhiên những động tác tinh vi như cầm bút viết chữ thì chưa được phục hồi hoàn toàn. Về tinh thần, từ mất trí nhớ hoàn toàn, nay bệnh nhân bắt đầu nhớ được một vài chi tiết cũ, nhưng vẫn cần thêm thời gian để phục hồi. Có thể nói là cái trí tuệ hồi phục khá ngoạn mục so với những cái gì chúng tôi hình dung với cái tổn thương ở trên não, tổn thương ở trên phổi, tổn thương ở các cơ quan khác. Thì ngày hôm nay đồng chí Trương đã hồi phục khá tốt và toàn diện. Hy vọng trong thời gian tới với cái tập luyện và những cái hướng dẫn tiếp tục theo dõi điều trị ngoại trú của Bệnh viện Bạch Mai và các cái chuyên gia y tế khác thì đồng chí Trương sẽ hồi phục nhiều hơn nữa trong những ngày tới. Và hy vọng đồng chí Trương sẽ sớm hòa nhập được với gia đình, đơn vị và xã hội. Đấy là những cái tâm nguyện lớn nhất của tập thể cán bộ bệnh viện chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bác sĩ cũng cho biết, theo đánh giá tổng quan trên lâm sàng, chưa phát hiện bệnh nhân có những di chứng không thể phục hồi. Vì vậy, trong thời gian tới, với việc tiếp tục thực hiện các liệu pháp tâm lý khi về gia đình, cũng như tái khám định kỳ tại bệnh viện, bệnh nhân sẽ dần hồi phục hoàn toàn về cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Gần 2 tháng sau vụ cháy xảy ra tại chung cư mini ở phố Khương Hạ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức phân bổ đợt 2 số tiền hơn 130 tỷ đồng nhận được từ nguồn ủng hộ của các cá nhân, tập thể, nhân dân trên cả nước để hỗ trợ cho các nạn nhân vào sáng nay, ngày 5 tháng 11. Tổng số tiền khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn được Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân tiếp nhận là trên 132 tỷ đồng. Quận Thanh Xuân đã thực hiện hỗ trợ đợt 1 là hơn 6 tỷ đồng. Thực hiện hỗ trợ đợt 2 từ ngày 5 tháng 11 với số tiền gần 124 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ chi phí sinh hoạt, bảo đảm ổn định cuộc sống cho người còn sống 700 triệu đồng một người. Tổng số tiền hỗ trợ 61 tỷ 600 triệu đồng. Hỗ trợ thờ cúng đối với người tử vong 500 triệu đồng một người. Tổng số tiền hỗ trợ là 28 tỷ đồng. Hỗ trợ người bị thương phải điều trị tại bệnh viện từ 3 đến 7 ngày, 300 triệu đồng một người, tổng hỗ trợ 900 triệu đồng. Hỗ trợ người bị thương phải điều trị từ 7 ngày trở lên, 400 triệu đồng một người, với tổng hỗ trợ là 13 tỷ 200 triệu đồng. Hỗ trợ người bị thương nặng, hiểm nghèo, 1 tỷ đồng một người. Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, 2 tỷ đồng một cháu. Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ mất cha hoặc mẹ, 1 tỷ đồng một cháu. Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ dưới 16 tuổi, cha mẹ còn sống, 600 triệu đồng một cháu. Tổng số tiền hỗ trợ là 13 tỷ 200 triệu đồng. Tổng hai đợt hỗ trợ là 130 tỷ 120 triệu đồng. Số tiền còn lại trên 2 tỷ 200 triệu đồng sẽ sử dụng để xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra hỏa hoạn theo đúng quy định. Hiện nay là gia đình tôi được hỗ trợ một khoản tiền là bao nhiêu? 4 tỷ 1. Thì cái số tiền này thì trước tiên là gia đình tôi cũng tìm kiếm mua lên một căn hộ để mà sinh sống. Tôi không ngờ là cái tấm lòng vàng của mọi người dân trên đất nước Việt Nam này mà đã hỗ trợ chúng tôi như thế, tôi không ngờ tới. Tổng số tiền cho cả hai người là 2 tỷ 203 triệu. Và em thì rất là cảm ơn các tấm lòng thân tâm của các mạnh thường quân đã ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ bà con ở trong chung cư nhà em. Trước đó, thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã hỗ trợ cho các nạn nhân từ nguồn ngân sách quận là gần 3,6 tỷ đồng, cùng với nguồn hỗ trợ bổ sung từ ngân sách thành phố là hơn 2,2 tỷ đồng. Với phương châm hỗ trợ chi phí cho các nạn nhân của vụ cháy, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch,
quận Thanh Xuân đã phối hợp với các đơn vị rà soát kỹ càng từng trường hợp cụ thể để từ đó đưa ra mức hỗ trợ phù hợp, không để bất cứ nạn nhân nào phải thiệt thòi. Mỗi một hoàn cảnh, mỗi một trường hợp thì đã đều có một cái mức mà rất là phù hợp. Và trước khi đưa được cái mức này thì quận Thanh Xuân cũng đã tổ chức họp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng cũng như là cái nhu cầu của các hộ gia đình. Và các hộ gia đình đều rất là đồng thuận với cái phương án mà Ban cứu trợ của quận Thanh Xuân đưa ra. Sự mất mát của các nạn nhân trong vụ cháy là không thể bù đắp. Sự ủng hộ về vật chất của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm phần nào hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, cũng như chia sẻ mất mát, đau thương với những gia đình có người tử vong. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, về phòng cháy chữa cháy, khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót, thường xuyên rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Những tồn tại có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải chuyển các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra để xác minh làm rõ, xử lý nghiêm. Đây là nội dung Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khi kết luận hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện chỉ thị số 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Các ý kiến tại hội nghị cho thấy, toàn quốc có hơn 40.000 mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, gần 50.000 mô hình điểm chữa cháy công cộng, vận động hơn 11 triệu hộ gia đình trang bị bình chữa cháy, 3 triệu hộ gia đình mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, đã kiểm tra gần 190.000 lượt cơ sở, phát hiện 67.000 tồn tại, nhờ đó đã hạn chế được thiệt hại, trực tiếp cứu được gần 900 người, bảo vệ tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng và cứu được tài sản trị giá gần 270 tỷ đồng trong các vụ cháy. Tuy nhiên, vẫn có các ý kiến băn khoăn khi sau mỗi vụ cháy, có bao nhiêu người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực sự chỉ đạo rà soát, kiểm tra, đánh giá những bất cập tồn tại về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn của mình, tình trạng buông lỏng quản lý, nhất là quản lý đối với hoạt động xây dựng. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền vận động, hướng dẫn, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng của người dân trong phòng chống cháy nổ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nguồn lực toàn xã hội cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đáp ứng yêu cầu khi sự cố xảy ra. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và xử lý những cái người vi phạm, những cái người chấp hành không tốt, một cách nghiêm minh, công khai, minh bạch. Cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các cái lực lượng với nhau, giữa các cái đoàn thể, giữa các cái chủ thể, rồi giữa trung ương và địa phương, nâng cao cái năng lực thực thi của cán bộ, cái lực lượng chức năng, nhất là người đứng đầu. Dự báo thời gian tới tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương phải thực sự trăn trở, trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, nhất là giáo dục pháp luật, rồi kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, của doanh nghiệp. Thực hiện cái công tác phòng cháy chữa cháy là chính là bảo vệ cho chính mình, bảo vệ cho cộng đồng, bảo vệ cho toàn xã hội. Thủ tướng yêu cầu phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, về phòng cháy chữa cháy, điện lực, khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót, tiếp tục thường xuyên rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Những tồn tại có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải được chuyển các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra để xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm. Thủ tướng nhấn mạnh, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đây là nhiệm vụ chính, phải thực hiện thường xuyên, liên tục.